Ok, xin chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước nha. Thì hôm nay em ra vườn và thấy được một cái trái mít nó chín anh chị. Cái giống mít hiện tại em đang giới thiệu với anh chị đây á là giống mít Z33, một trong những giống mít cũng khá là ngon nha anh chị. Hiện tại có trái bên em chín rồi, chín cây luôn nha anh chị. Giờ để em quay nhỏ xuống đây cho anh chị xem. Đây, cái trái mít đây anh chị. Cái đó nó chín anh chị. Đây là trái con của nó ha. Thì cây mít này cho trái sau khoảng 2 năm trồng nha anh chị. Thì anh chị nào mua về trồng ăn thì có thể mua cái giống mít này, nó rất là ngon, muối rất là to và cũng như là nó ngọt, ngon lắm anh chị. Để bây giờ em sẽ quay camera lại để quay cận cảnh lia vô cho anh chị xem luôn ha. Ok. Dạ thì đây cô chú anh chị có thể thấy cái trái mít nó rất là to anh chị. Nó tầm khoảng mười mấy ký anh chị, mười mấy 20 ký, tí nữa em sẽ đem vào em cân thử nha. Ok ha. Đây, cây mít này anh chị. Rồi, em quay sơ sơ lên cái lá cho anh chị xem ha. Đây, đây là cái lá mít Z33 chuẩn giống nha anh chị. Bên em nè, cây hàng có trái sẵn rồi. Lá thì nó hơi nhọn ở phần đít anh chị. Nhọn phần đít rất là cứng luôn. Lá thì nó cứng, dày, cứng. Và có nhọn ở phần đít nè. Chị thấy quan sát ha. Đây, thấy quan sát cái trái ha. Ok, bây giờ em sẽ tiến hành cắt cái trái mít này để đem vào trẻ và ăn thử trải nghiệm cho tất cả anh chị cùng xem luôn ha. Rồi anh chị ơi, thì em vào lấy dao ra để mình tiến hành cắt cái trái mít này vô và ăn thử trải nghiệm nha anh chị. Nhưng mà tiến hành đi ra cây cắt vô. Thì trái mít này khá là to anh chị, nó chín cây luôn rồi, thơm, rất là thơm luôn ha. Ok, thì tới gốc mít rồi anh chị. Để theo quan sát ha. Được, giờ bây giờ em sẽ tiến hành cắt nó vô. Rồi em đã cắt được cái trái mít Z33 vào nha anh chị. Cái loại này là trái cũng dài nhưng mà không có dài bằng cái loại Malaysia trái dài nha anh chị. Ha, cái form dáng của nó cũng là cái form dài nhưng mà nó là trái to. Hai trái nó phì ra hai bên nó cân bằng hơn. Còn cái loại mà Mã Lai mà trái dài á, thì trái nó dài hơn rất là nhiều. Chị thấy cái mít ha, nở ra chín cây luôn nha anh chị. Rồi đây là số ký của nó, 21 ký anh chị. Trái này 21 ký. Là cái trái này là cái trái mùa thứ hai của nó thôi. Nếu mà cây lớn hơn nữa thì để một trái có thể nó sẽ lên tới 25-30 ký là chuyện rất là bình thường nha anh chị. Trái form dài rất là bự luôn, gọi là một trái mít khổng lồ luôn á. 21 ký cân trực tiếp nha anh chị. Đó, xét kỹ ha. Để chín cây luôn nha anh chị. Này là form dán cái trái mít nữa ha. Lỗ cái bịch bịch rồi nè. Rồi có hơi thúi ở phần đít rồi nha anh chị. Tí nữa mình chẻ ra ăn thử cho nó làm sao. Để chín cây 100% luôn. Đó, cuốn khá là to anh chị, khá là to luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành chẻ thử cái trái mít này coi nó như thế nào ha. Ok, thì đến với góc máy quen thuộc ngày hôm nay thì em sẽ chẻ một cái trái mít rất là to nha anh chị. Thì anh chị phải quan sát trên màn ảnh á, nó to hơn cái mình em mới nha anh chị ha. Nó khá là to. Trái này thì 21 ký anh chị, lúc nãy em có cân cho anh chị xem rồi đó. Thì bây giờ em sẽ tiến hành chẻ nó cho tất cả anh chị cùng xem nha, kiểm tra cái muối cũng như là ăn thử coi nó ngon như thế nào ha. Giống mít này thì em nhắc lại là giống mít Z33 nha anh chị. Trái này là cái trái mùa thứ hai và tại cây giống tại vườn ươm Chợ Lách Bến Tre. Thì cây giống bên em thì có cung cấp thị trường, nhưng mà giống mít này nó ngon nhưng mà anh chị bán thương phẩm thì người tiêu dùng nó chưa có trồng nhiều. Thì anh chị mua anh chị trồng chơi thì được, trồng ăn chơi nó rất là ngon ha. Trồng một hai cây trong nhà ăn anh chị, một trái một nó cho quanh năm anh chị. Đối với giống mít á thì nó cho trái quanh năm, anh chị có thể ăn hoài luôn. Nên nó cho trái chiều, nhưng mà bên em làm giống nên em sẽ tiễn những cái trái hết, chừa một trái thôi, sau khi chín ra này mới để lại một trái nữa, lúc đầu là nó sẽ có trái tiếp. Thì ngoài cây đang có trái tiếp á, lúc mà nãy em có ra cây á thì có quay cho anh chị xem luôn ha, ra hai ba trái nữa đó. Thì muốn trái nhỏ thì anh chị để nhiều trái, còn nếu mà anh chị muốn trái lớn thì anh chị để một trái thôi, thì cây nó sẽ nuôi cái trái đó nó lớn rất là đẹp, bự to nha, muối nó ngon. Thì mình trồng gia đình mình ăn thôi. Cái giống mít Z33 này thì thương phẩm thì thị trường nó chưa có ai bán nhiều hết,
em cũng không khuyến khích anh chị trồng số nhiều, tại vì bên em trồng để ăn rất là ngon. Thì em thấy cảm nhận đó là ăn mình ăn ăn trong gia đình á nó rất là ngon. Mình trồng một hai cây để gia đình ăn á thì nên trồng. Còn nếu mà trồng kinh tế, trồng số nhiều thì anh chị nên suy nghĩ đắn đo. Tại vì có những giống mít khác nó đã được thị trường chấp nhận rồi, thì anh chị chọn những giống mít đó trồng thì kinh tế nó sẽ ổn định hơn ha, ít mạo hiểm hơn. Thì cái giống mít này là giống mít Zimbabwe em nhập trực tiếp của bên ấy về, và không phải là cái giống này không phải là giống mít trái dài nha anh chị. Trái dài Malai là nó dài hơn, nó dài hơn nữa. Còn cái loại này là nó cũng dài, cái form dáng nó cũng hơi dài nè anh chị thấy ha, nhưng mà nó lại bự, nó là bự phần này à, nó dài tới đây thì nó bự tròn đều. Còn cái loại mít Malai trái dài nó dài ra và nó sẽ ốp lại, ốm lại nha anh chị. Nó giống như là mình cái này mình nắng cho dài ra cho nên gì sẽ ốm phần này lại và dài cái phần này ra nữa. Thì tùy vào cái mục đích cũng như là cái nhu cầu của anh chị thì anh chị có thể lựa chọn cho mình cái giống mít thật là ngon, thật là ok để mình trồng ha. Và nhắc lại luôn thì giống này anh chị nên trồng ăn chơi ở trong nhà thôi, chứ đừng ở trồng kinh tế, tại vì nó chưa có thị trường. Và thật sự là nó ngon nhưng mà nó chưa có thị trường nha anh chị. Ok, thì đó là một số cái chia sẻ của em về cái giống mít Zimbabwe cho tất cả anh chị trên cả nước cùng xem ha. Rồi, chị nào thích mà cái form dáng như thế này, trái to, mũi ngon thì cứ trồng cái giống mít này ha. Còn những giống mít kia là kinh tế anh chị, kinh tế nó khác đấy, nó không có giống như là mình trồng mình ăn nữa. Còn trái này chín cây như vậy. Ok, bây giờ em sẽ quay sát camera ở đây trẻ, quay cận cảnh cho anh chị xem luôn để anh chị thấy cái thực tế luôn ha. Rồi thì bây giờ em sẽ tiến hành trẻ cái trái mít này ra và quay trực tiếp cho anh chị xem luôn ha. Đó, anh chị thấy quan sát kỹ chưa, cái trái mít này nó rất là to nhưng mà nó hơi thúi bên đây nha anh chị, tại vì để em để chín cây á không có thăm thường nên nó hơi thúi rồi, nhưng không sao anh chị, vẫn còn những cái phần ở trên thì nó rất là ngon. Chín cây như vậy nó mới đảm bảo cái chất lượng ha. Bây giờ em sẽ trẻ nha, mình trẻ ở giữa trái đi anh chị. Wow, trời, hộp anh chị ơi, dính hộp rồi, mới vô dính hộp rồi, vô là đã dính chín cái hộp dướt xương rồi. Ok, tiếp tục trẻ tiếp thôi. Quá trời nặng anh chị, tôi mất hai mấy ký đi sâu anh chị, lúc đó em để em không có ấy. À quá đã vui. Rồi cắt ra, cắt ra cho anh chị xem nha, mặt cắt nó nha. Đó, tương mũ anh chị, có mũ đây. Đó, anh chị có thể thấy ha, cái muối nó khá là nhiều luôn anh chị, cái cùi nó rất là nhỏ anh chị. Thì quan sát cái cùi của nó, phần cùi nó rất là nhỏ luôn, nó không à, thì cái trái của nó anh chị thấy quan sát ha, cái cùi khá là nhỏ nha, muối khá là to và có mật nha anh chị, nó đang tương mật ra nên anh chị thấy không, chị thấy nó đang chảy mật không nè, mật của nó đó, này là mật chứ không phải là mũ nha anh chị, nè đang nhiễu xuống nè. Thì giống mít này nó có mật nha anh chị. Ok, bây giờ thì em sẽ cắt thử một miếng ra ăn thử coi nè, cái muối thì sao thấy ha, cơm nó vàng lắm anh chị. Rồi đem chùi mũ cho nó sạch chứ mình quan sát cho nó dễ ha. Vấn đề ngon đi, giòn ngọt, giòn ngọt và có cái này nữa anh chị, nó có mật nữa, mật nó ngọt lắm. Chỉ thấy nó tươm mật không, lúc cắt rồi nó tươm mật rất là nhiều luôn rồi. Cái mít này anh chị mua về trồng ăn là ok luôn anh chị. Đặc biệt là những anh chị nào mà thích ăn mà cái mít mà có mật á, ngọt á, thì đó là một trong những cái giống mít mà anh chị nên trồng ha, trồng ăn. Đây là anh chị trồng một cây anh chị ăn cả gia đình luôn, có thể là ăn không hết rồi cho người ta nữa ha. Để em quay sát vô đây, để máy quay đi cận cảnh vô đây, anh chị thấy mật nữa không, mật nó tươm lên nè, muối nè ha, muối giòn lắm anh chị, không có bị bở nha, này chín cây luôn á. Rồi ok luôn, quá là đẹp. Bây giờ em sẽ tiến hành bóc thử một số muối ra để ăn thử nha, ăn trải nghiệm cho chị xem.
Ok, thì anh chị có thể thấy là cái múi mít của nó rất là dài anh chị nè, xỏm ha. Và cái cùi mít nó rất là nhỏ, chị thấy quan sát nè, cái cùi mít nó rất là nhỏ luôn ha. Cái phần cơ, cái phần vỏ nó cũng rất là mỏng, anh chị thấy quan sát kỹ nha ha. Rồi bây giờ em sẽ quay, em sẽ cho chị xem. Đây qua đây đi, đây cho nó dễ ha. Ok, miếng này ra. Đây bây giờ em sẽ tách cái này ra cho anh chị xem có nó có mật hay không nha. Đó, em chị thấy nước không? Nước trong đó không? Em chị thấy nước không? Đó, mật đó anh chị, này là mật nha. Và cái cơm của nó rất là dai nè, chị thấy không? Thì quan sát trên video anh chị cũng thể thấy là nó dai như thế nào rồi ha. Chứ cơm khỏi cần là quảng cáo nói chi này, thực tế luôn. Nó nếu mà cơm nhão là nó nhão rồi, này đã chín cây tới luôn. Rồi bây giờ em sẽ ăn thử. Giòn ngon nha anh chị, không có bị mềm. Để em ăn hết cho em nói. Thôi vậy anh thì nói kỳ quá. Ok. Cái mít này nó có mật ở trong, nó ngọt, vừa ngọt mật mà vừa ngọt của mít nữa. Hai cái ngọt nó hòa quyện với nhau lại nha anh chị. Giống mít này rất là ngon, nhưng mà thị trường nó thì xuất khẩu không được, thì bởi vậy mình chỉ trồng ăn thôi. Anh chị nào muốn mua một hai cây trồng ăn thì giống mít này là cái giống mít ưu tiên nha. Một giống mít này, hai là giống mít vùng đỏ Indo nha. Indo cũng rất là ngon, nhưng mà cái cùi nó hơi to. Indo cùi to, cái này cùi nhỏ.